Con xin chào Phật cô chú, em xin chào cả nhà. Sáng cả nhà, em có đi chợ em chuẩn bị được mấy miếng sườn nè. Với ông xã em có đổ lú được ít cá. Em có chặt được mấy cục măng tầm dông nè. Bữa nay á sườn á thì em hầm măng, còn cá này nè, em kho tiêu. Giờ em mời cả nhà cùng vào bếp với em nha. Giờ á, trước tiên em qua em bắt cái son nước lên để em trụng măng trước. Còn đường ít xi măng á cả nhà, em chọn ít bê tông nè, cái em cán thêm cho cái xăng á cả nhà, em sợ để lâu á xi măng nó bị hư, trộn vừa xong cái mưa luôn làm em đỡ tưới nước á. Bữa giờ lú không có chạy cả nhà nên đổ cũng hơi ít cá. Em ướt để đây mà để cho nó thấm lâu á, cho cá nó chắc thịt đó, nó ngon. Em cho muối đường ngọt với hạt nêm với chút tiêu vô. Ít cá mà không gầy, có tép bạc đây em thấy không? Được mấy con ngon ngon thiệt ngon luôn. Bự rồi đó ha. Bảo hảm này thấy nhỏ nhỏ không à. Còn cho chút nước mắm nó cho thơm. Nhìn chút nước nào. Mang tép bạc mà mình khô kiểu này nè. Cái thịt nó dễ khác luôn á. Em cho thêm chút tỏi băm nữa. Hết tép mỡ hết rồi ha, phải còn tép mỡ bỏ vô ngon ha em ha. Để bữa nào em có đi chợ em mua tép mỡ thì em thắng em để dành cho cá. Cá em phải chọn đều nè, giờ em để qua được một bên á cho thấm đi. Em qua em sắc măng đi. Sắc măng xong rồi giờ em sạch sườn nha. Cái này sạch. Em chặt ra làm hai được rồi, để nó bự bự á, để nó cho biên nó cạn. Bữa nay có sườn là mê với biên nha. Bữa giờ biên cũng ra giống rồi, ăn sườn không? Tiếp qua lâu rồi, bữa nay nó mê. Sườn này sườn cộng cái đó, còn sườn cốc lết ha em ơi. Sườn cộng thôi. Có mấy cọng chặt ra cũng nhiều em á. Em chán không á cả nhà, trời mưa cái em lấy cái miếng mình bao á, cái em đậy lại. Mình không đậy lại á, cái mưa là nó trâu hết trơn luôn. Bên này á, nồi nước nước sôi nè cả nhà, để cho măng vô em trụng luôn. Măng em trụng gì cũng được rồi nè, giờ em đổ ra gỗ á, để em rửa lại luôn. Bữa nay mưa mà cả nhà, mà trời gầm quá cả nhà, nghe trời gầm thấy ghê. Em rửa măng xong á, em qua em để ráo, rồi cái em bắt cái nồi cá ra em kho luôn.
Cái nồi nước bên này cho em cuốn sôi nè cả nhà, để cho thịt vô luôn. Này em mua sườn nhìn thấy ngon quá cả nhà, em trụng lại cái cục thịt nó cuốn tươi. Ủa còn nhiều xi măng đó mình chán đủ tới trong đó không anh? Không biết nữa, còn nhiều chán tới đâu được hay tới đó chứ. Cái này còn cù lại mà mình bỏ thì sợ lâu ngày xi măng nó hư á, nó đóng lại cũng ngắt, nó xài luôn ha. Hỏi còn đủ cái mình chán cho bít cái đó luôn ha. Ừ. Cho nước vô rồi mà chụm lửa vô vô quá, cho cá nó thấm, cho nó ngon. Xin chi gọi cả nhà. Hôm qua em chán hết bên này xin chút nữa. Xong rồi cho gia vị vô luôn em, cho nó thấm liền nó ngon. Cho muối, đường, bột ngọt với hạt nêm, dần dần chút nước mắm nữa cho nó thơm. Với em dặn vô chút tiêu nữa. Cá em chuẩn chín nè, giảm nhắc xuống luôn. Rồi canh khe cũng chín rồi nè cả nhà, giờ em cho ngồi dưới với chút tiêu vô luôn. Em dặn chút tiêu nữa cho nó thơm. Canh chín là giảm múc canh ra để em dọn cơm cho cả nhà ăn luôn. Này sườn non mà hầm với măng á là ăn ngon lắm á cả nhà. Cho thêm một cục. Em cho chị ăn kỹ ít chút vừa nè. Nhìn thấy ngon ha. Chị thấy như ăn mấy cái nhỏ nhỏ. Bởi vì em thấy cho chị hai trái bự. Còn là mấy đứa nhỏ hai trái nhỏ. Chị cảm ơn nha, ăn của ích lòng nhiều với em. Cắt dưa xong rồi còn đem vô cho nữa. Trời ơi, cái này là dạng như dưa dạt á. Nhiều cái thấy nhỏ nhỏ người ta bỏ, mình lụm ủi, em lụm. Còn vô bự là mình mua của người ta chứ không phải là mình ấy nha. Vô bự này đó hả? Ừ, mua của người ta. Mua lại chứ đồng, cái này là mình chỉ lụm nè, mình mót nè. Rồi, mấy trái này nó vậy mà ngon lắm á nè. Dạ. Điên mà thấy nó điên mê nè, điên với bơm.
À, chị, anh chị cảm ơn cưng nha, có gì đâu. À, sẵn bữa cơm á, mời cưng ở lại ăn cơm với anh chị luôn. Trời ơi, dịp quá, có dịp quá. Phải kể đi, mình cố lòng nhiều. Dạ. Rồi, mình dâng cơm luôn nha. Dạ. Dạ, cả nhà bữa nay á, có em nương vô cho dưa hấu nè. Sẵn cái em mời em nương ăn cơm luôn. Dạ, em mời ông bà cô chú, em mời cả nhà ăn cơm với gia đình em. Mời cả nhà ăn cơm gia đình em. Em xin mời ông bà cô chú, mời cả nhà ăn cơm. Em đi rồi, 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 rồi. Ăn cơm đi, em mời anh chị em cơm. Bà đứa ở đâu? Nè, bà ăn cho. Dạ, thấy sườn là mê rồi. Dạ. Em khoái cá kho này lắm nè. Cá kho đó là em ăn cơm nhiều lắm á. Anh thì cái gì không có chứ cá này anh bao luôn á. Nhấp trong nương đi em cá. Tự nhiên cái nữa. Để em tự nhiên như người trong nhà. Để dưa hấu được nhiều không mà đem cho nữa gì nữa. Nhân ta bẻ của người ta, mình đi mốt thôi, có cũng của em mốt cũng nhiều em cho. Rồi, cảm ơn. Dưa hấu cho nhỏ mà nó ngon ha, bỏ tươi luôn. Rồi, ngọt ngay à. Ừ. Dưa hấu ta mới cắt ngày ăn tươi với ham á. Để ngày hai ngày nó mới mọt lại nhiều lại chút mà. Mình muốn ăn tươi là mình ăn vậy ngon được. Giòn. Có mắc mưa không? Bữa nay mưa quá sức nữa. Chắc bị mắc mưa nhưng mà mình tránh mưa, mình đục mưa rồi. Dắt mưa mình vô. Mưa này dắt mưa người ta đẩy hết luôn. Dạ. Nên ta đâu có dám để đục mưa. Dắt nước mưa nó hơn. Mình để không cho người ta trong món mình bị mót lại hết luôn. Dạ. Anh mượn mình để giùm á, rồi cái dạng như mình dần công, nói chung dần công em làm cho anh rồi mười mốt nhờ anh mượn anh lại anh làm lại cho em vậy đó. Anh em kiếm rồi bây giờ đã đưa lại nè, rớt hoài vậy con đâu. Thật tóc mà đòi thật tóc lấy ra đồ mấy cái vườn này nè, nhớ hồi ăn tầm dâm hồi nhỏ nhỏ mình đi học có được bán trái chút xíu xíu giống như vừa mót vậy nè. Có đứa ăn mấy trái kiền vậy trái rẻ ha, hồi đó ăn trái có 200 đồng mà anh Hiền đó anh Điền. 200 mà trái nào trái nấy vừa đỏ lắm. Hồi đó em cũng bán đồ đằng nhà trường anh Điền mới biết em á. Những giờ quen hồi nhỏ. Hồi nhỏ quen rồi. Có học chung không? Không. Học Điền lớn hơn em à. Như nhỏ hơn anh tuổi. Ủa nương nhiêu tuổi nương? Em 35 tuổi rồi. Dạ, 35 à. Hai đứa mình bằng à. 35 năm. À. Anh lớn hơn em không? Anh năm em 90 anh Điền. Rồi nhưng nhỏ hơn anh tuổi. Ừ. Chị nương lớn em tuổi. Hả? Vậy kêu chị đi chứ kêu em hoài chứ trời. Ừ rồi. Đổi chân hô luôn đi nha. Thằng sao thấy trẻ vậy? Hả? Cái nương trẻ quá vậy. Vậy mình phải đổi xưng hô rồi. Cho em còn tép mà. Em thấy rồi mút nương tép. Đã thấy cái hàng tép ngon lắm nữa. Yeah. Em mút được con tép. Được rồi anh. Thôi vậy, còn câu em ăn cá được rồi. Câu kính em cảm ơn. Con tép nó lạc ở đâu rồi? Ở đây nè anh. Nó đây. Gì cơ? Biên thích ăn sườn á. Bữa nào có sườn là Biên thích. Biên tái. Em lạ, em sợ gấp Biên. Biên không dám ăn. Em không dám gỡ. Em không dám gấp hết. Một cưng ăn cưng nữa rồi. Như quen miệng lại. Gọi đi chị ơi. Nhỏ tuổi thằng ta mà kêu người ta bằng em rồi. Rồi làm lớn không đây. Không lẽ bây giờ chồng chị anh của em. Không lẽ em kêu bằng chị nó cũng kỳ quá đi. Ủa gì đến nay á. Nương đi hái dừa hôm nay nương đâu có đi em ở đi xe dừa hả? Em nghỉ buổi sáng hái dừa phụ ông ra buổi chiều mới kéo dừa. Trời mưa là kéo dừa cực hay nào. Dạ, kéo cực lắm chị ơi. Vì chứ lỡ chuyến rồi người ta làm phụ mình này, chuyến này mình phải phụ người ta lại chứ đâu bỏ người ta được. Dàn công mà. Qua có lợi cho vui. Đỡ mình ra công á, mình đỡ tiền tốn tiền mướn người làm.
như mai mốt anh chị phụ em gì, mai mốt anh chị hú một cái là em vô liền à, có mặt em liền à. Gì nó vui hết nè. Cái này chấm miếng nước mắm à. Ngon. Măng này ngon lắm nè. Ngon quá chị, ngọt mà giòn lắm. Nên nó măng này ăn nhất mình lắm. Nhất không nhất, có nhất không mà có mỗi ngày em ăn cũng được. Tại mình ăn măng tre thì có một mục mà mình ăn đủ rồi. Dạ. Măng tầm dông luôn, 5-7 mục mình mới ăn đủ. Em ra tay bóc luôn nha chị. Tự nhiên đó chứ. Trời cưng quá rồi. Quen miệng anh rồi. Đòi làm lớn không anh ơi. Bữa nào người ta dí ruột vào bạc liêu một bữa. Rồi mắc cái muỗng rồi, mắc cái muỗng cho ăn canh rồi. Muỗng đâu rồi? Muỗng chỗ cá hay gì nè. Thì rồi đời rồi. Quá ngon heo bên ha. Ừ, bên tự trang luôn. Hết. Giỏi quá trời luôn rồi đó. Hết cục xương nữa rồi. Thêm cục nữa nha. Bữa nào mà ăn đồ ăn ngon á, thế ảnh kêu để đồ ăn đó lại, giờ ảnh đem qua bên bên hai mi với hai minh đó. Ảnh người chuyển đó. Tới dặn cơm ảnh à, xong cái năng thịt. Sáng giờ ảnh mê đi chơi, ảnh đâu có chịu về đâu, mới rước ảnh về á. Không phải anh ngủ ở bên nhà Út của anh chắc cỡ 10 bữa à. Nửa tháng à? Không, chưa, vậy chưa được nửa tháng mà nửa tháng gì. Ủa vậy hả? Ừ. Em thấy lâu lắm rồi đó. Vài bữa chị Diễm mất. Ừ. Anh bỏ anh đi luôn á, tới giờ. Nó cơm thêm đi nè. Dạ được rồi chị. Ở chị thì miếng cơm nữa. Chẳng với nước canh nè. Chị ngọt xớt vậy ta. Chọc hoài ta. Vì nên ở bên này là cặp thịt nữa rồi đó. Đúng rồi chị. Ăn tự nhiên đi. Ngày tự nhiên lắm á chứ. Lâu lâu chị em mình mới ăn cơm chung bữa. Măng này nó giòn hết sợ. Nói măng nó giòn. Nhưng mà nó còn hơi nhẫn nhẫn nha. Nhưng mà không có nhỏ hậu nhẫn thì ăn không ngon đâu nha. Có là cái đặc điểm của nó nè. Dạ. Có là nhẫn nhẫn gì mới ngon á. Măng nào cũng vậy chứ, người ta cũng có con hậu nhẫn 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 nè. Ngon quá, thấy giòn, thịt quá à, nhiêu đó xong luôn con nước vậy đó. Lên đi dưới đây à. Ừ, đâu mà nè đâu. Ừ, cô cho. Ờ, đưa rồi, đưa rồi, đưa đi. Ăn đi rồi mẹ chở đi. Lâu ăn lại canh măng ngon. Ok. Đi nè, chấm nước mắm nữa nhé. Rồi rồi. Không ăn sợ đắng á. Ừ. Thảo ngon. Bà cứ nhận dưa hấu nha. Dưa hấu anh của anh. Thứ mà mình ăn dưa hấu à, mình để nó hộp trong trong nhà mình á. Nó lên một ngày cái mình cưng dữ lắm cưng á. Ừ. Hộp ngoài luôn á. Ừ. Thì anh ăn vô hấu này, anh kiếm cái hộp đen anh để lại anh gãy gãi cái nó lên cho rồi. Ừ. Nhưng mà cái là cách mình tưới phân với lại ấy thôi à. Nhớ, mình không biết á. Mình không chăm sóc bằng ta. Đá nhỏ hơn ha, với lâu lớn hơn. Có lâu hơn. Vậy chứ có một giây chẳng lẽ em mua nguyên một chai thuốc mấy trăm ngày để thịt cho. Cả hàng giả
cũng trứng, con gà chạy hơi ít. Khắp này có cá trứng hay gì mua nè, hơn đẹp. Con trứng à. Ít công vừa, con gà không chạy nó hơi ít cá. Phải được nhiều á mình nấu, nấu bốn nước gà cũng ngon nữa. Dạ. Ừ. Cái mình là kiếm nấm mới á. Còn gì bằng á. Ngon. Nấm mới cái này chua đâu, chua mưa dầm thiệt dầm á mới có nhiều nấm mới. Không, hai vợ chồng đi kiếm cũng được hết. Anh ở trong này dễ kiếm á, tụi em đi làm thấy cái không lẽ giờ tụi em bức rồi để đó rồi hãy xây qua xây lại cái quên rồi hư à? Quên rồi cái hư rồi đâu ấy đâu nó ổn hả? Dạ. Cảm ơn mình kiếm xong cái mình bỏ vô cái bọc cái bữa trưa mình được về ha. Cũng đâu có xây lại đâu sao đi làm mỗi ngày phải được gần nhà, phải được gần nhà đó mình đem về nhà cho người nhà mình làm mình chạy đi làm tiếp á cho nó là được. Chứ đi làm á lo làm vậy không mà nó có thời gian đâu mà mệt đó. No hả bé? Chùa mẹ kêu chùa mẹ. Anh nôn lắm à. Đi rồi nè. Nôn qua ông dựng lắm á. Qua ông dựng. Đi rồi. Nhá này con vài bữa không dựng vậy rồi. Chị. Được chứ. Mà không dựng về. Không? Dạ bữa cơm của gia đình em á cũng xong rồi. À anh chị cảm ơn Nương nha Nương. Cũng có gì thấu vô cho. Em đem mưa, trời mưa tầm tả mà cũng đem vô cho. Mưa gió cũng đem vô. Đem vô mà em cũng có ăn nữa nè, thấy không? Vô mà em không ăn đâu. Thôi anh chị cảm ơn Cưng nhiều nha. Dạ, không có gì đâu anh chị. Dạ, video của gia đình em á đến đây cũng kết thúc rồi. Em hẹn cả nhà giàu ra tiếp theo. Em bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.